ngày 28 tháng 9, cả nước lập kỷ lục với hơn 21.000 bệnh nhân khỏi bệnh. Số ca mắc mới giảm mạnh trong ngày 28 tháng 9, trong khi số ca xuất viện cao nhất từ trước đến nay. Tối ngày 28 tháng 9, Bộ Y tế cho biết, hệ thống ghi nhận 4.589 ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm PCR và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xét nghiệm tầm soát cộng đồng bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại vùng nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Kết quả ghi nhận 3.417 trường hợp dương tính với test kháng nguyên nhanh. Trong 4.589 ca mắc mới qua xét nghiệm PCR chỉ có 717 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Bình Dương 2.575, Đồng Nai 787, Thành phố Hồ Chí Minh 377, An Giang 232, Long An 159, Kiên Giang 70, Tây Ninh 55, Cần Thơ 52, Bình Thuận 48, Tiền Giang 38, Khánh Hòa 35, Ninh Thuận 16, Bình Phước 15, Quảng Bình 15. Ngoài ra Đắk Lắk 14, Hậu Giang 11, Hà Nam 11, Cà Mau 10, Vĩnh Long 8, Trà Vinh 7, Đồng Tháp 7, Hà Nội 6, Đắk Nông 5, Bình Định 5, Quảng Ngãi 5, Quảng Trị 4, Phú Yên 3, Bà Rịa Vũng Tàu 3, Quảng Ninh 2, Bến Tre 2, Quảng Nam 2, Đà Nẵng 2, Bắc Giang 1, Bạc Liêu 1. Như vậy, riêng trong ngày 28 tháng 9 có thêm 8.006 ca mắc mới. Về số trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với test kháng nguyên nhanh được phát hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 tháng 8 đến nay khoảng 150.000 người, do thành phố Hồ Chí Minh cần thời gian để rà soát, phân loại, lọc trùng số lượng này nên thành phố Hồ Chí Minh hiện chưa nhập thông tin lấy mã số và có báo cáo cụ thể gửi Bộ Y tế. Bộ Y tế cũng cho biết trong ngày số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đạt kỷ lục mới với 21.487 ca, cao nhất từ trước đến nay. Cả nước cũng ghi nhận 178 ca COVID-19 tử vong. Hiện có 14 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Lạng Sơn. Có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Giang. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!